Rồi, hello anh em ha. Bữa nay gửi đó anh em là một cái lô 5 máy phun vôi ha, phun vôi hỏi lá, phun hạt, thậm chí là xạ phân, xạ lúa điều này kia cũng được luôn, tại có mấy cái bình nó khá là to ha. Thì giá bữa nay chỉ từ 1,6 triệu cho tới 2 triệu thôi nha anh em. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì gọi qua số hotline giùm em là 0967100003. Rồi đặt cọc trước giùm em 300.000. Rồi bên em sẽ chốt cái máy mà anh em mua ha. Rồi trước khi gửi bên em sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách sử dụng máy đồ này kia cẩn thận chi tiết trước khi gửi ha. Rồi đầu tiên là cái con số 1, con này rubin nha nè, em sẽ nổ thử cho anh em coi mấy máy này. Ở đây ga ha, lên ga, ở đây công tắc. Mấy con này giống như nó có trợ lực ha, khá là nhẹ. Gió thì em cho nó tự nó xoay luôn, anh em thấy khi mà gió nó thổi ra cái phản lực của nó tự nó đẩy cái máy đi luôn ha. Rất là vậy. Thôi con này rất là ấm nha. Rồi, con này 1,6 triệu nha anh em. Con này là rubin 35cc ha, 35cc nằm cũng gần 40 ly à. Cái bình xăng của nó giấu ở phía sau, ở trong phần phía sau này nè, nên là rất là ok ha. Nó mình quải đồ này kia cũng rất là tiện. Ở đây là cái bình của nó ha, nắp bình ở trong này đó. Cái này thì nó cái họng nó em thấy là khá là to nha. Đây anh em thấy không, cái họng nó khá là to, em nghĩ là xả lúa đồ này kia còn được không á. Rồi con này 1,6 triệu nha anh em, rubin ha. Kế tiếp là cái con số 2, con này thì là Danma. Nhiều anh em chắc khoái cái thương hiệu này nè. Cái thương hiệu Danma thì ở bên nông nghiệp mình rất là chuộng ha. Rồi em sẽ giật thử anh em coi. Mà phản lực lại là do là cái chân của nó là chân sắt nha, chân sắt nó vững lắm. Còn con này thì nó dễ xoay hơn. À với lại cái vòi em tụt vô phải là quay qua gì nè, nó mới có tạo cái phản lực được. Cái ống vòi này mình có thể xoay được nha nè. Rồi cái con này thì cái công suất nó cũng tương đương với thằng rubin bên đây. Nhưng mà máy nó là máy Danma ha. Bình xăng nó thì nó đưa ra phía trước này. Con này cũng 1,6 triệu luôn. Nhưng mà đặc trưng của cái con này đó là cái đường họng xuống của nó đó, cái dạng giống như cái cửa sổ vậy đó, anh em thấy cái lỗ này không nè, nó sẽ đóng mở cái cửa sổ này nè, để cho mà cái vôi hoặc là phun hạt hoặc là thậm chí lúa mình xuống được luôn. Em thấy cái họng này rất là ok nha. Đó này, em đóng mở cho anh em coi nè, đó nó rất là to nha, thấy không đó. Rồi con này 1,6 triệu nha, Danma nè ha. Con số 2. Rồi kế tiếp là con số 3. Con số 3, con này Kawasaki nha. Kawasaki, con này thì máy nó em coi nó máy mấy. Ở dưới đáy nè, con kia. TA51. FG đây nè. Con này máy lớn nha anh em, con này để giật thử coi. Em giật thử em nghe tiếng máy em biết. CC đúng luôn ha, em nổ máy lên em nghe tiếng máy biết rồi đó. Con này Kawasaki 50cc cũng 1,6 triệu luôn, máy này máy lớn. À cái con này thì cái kết cấu ống phun vôi của nó là cái nguyên cái chụp này nè, nó sẽ di chuyển lên xuống nha, để nó đóng mở cái vòi của mình đó, nó di chuyển lên xuống gì đó anh em ha. Còn ở dưới là chắc là nguyên một cái lỗ luôn, để đóng mở lên xuống thì vôi nó sẽ theo cái đó xuống. Mình muốn biết muốn bớt lại thì cái nguyên cái cục màu đỏ này nè, nó sẽ di chuyển lên xuống, cái hoạt động của nó là vậy ha. Rồi đây là con số 3. Kế tiếp là con số 4. Con số 4 với số 5 á, là cái dòng máy nó lớn hơn, cao cấp hơn, với lại cái bình chứa của nó bự hơn nha nè. Cái bình này, bình này là 25 lít nha, đậy này luôn là 25 lít. Thằng bình này cũng vậy. Ô bình này muốn to hơn bình bên đây luôn nha. Còn mấy cái thằng bình bên đây thì nó khoảng 18 cho tới 20 lít thôi. Bự nhất là thằng này. Giá tiếp hàng mình đây. Nó không có để
coi nó có để không. Nó không để nha anh em, nhưng mà nó khoảng là hai mấy bình này thì chừng khoảng 20 lít thôi, ở bên đây là 25. Rồi con này là Echo nha. Con này 45cc, Echo 451 luôn nè, Echo 45cc. Mấy cái dòng này á, thì nó cao cấp hơn nên nó mắc tiền hơn, với lại cái bình của nó là bình lớn nha. Đó, còn cái đây là cái nấm của nó, khi mà tắt máy là mình kéo cái ấy là nó khóa xăng lại luôn. Rồi con này thì 2 triệu số 4 nha. Anh em tắt, anh em kéo này ra là tự động nó tắt máy, nó khóa xăng lại luôn ha, nó thông minh cho đó. Đó, tự động nó kéo rồi nó khóa xăng lại rồi tắt máy luôn. Rồi con này có 45cc nhưng mà máy Echo nha, con bên đây 50cc cho nó thấy, em thấy cái lượng gió với cái quy lực của nó không bằng con số 4 này nha. Con số 4 này 45cc thôi, con này 50cc nhưng mà gió cực kỳ bá đạo nha. Con này nãy giờ em thấy là lượng gió nó bá đạo lắm á. Đó, thằng Phong Vũ Bảo đó. Rồi đây là cái bình của nó. Cái bình của nó còn cái nắp lượt này em nha anh em. Nè, lượt cái này anh em có thể xài cái vô nước hay gì đó. Nè, những cái lòi ống nè, ống này để xài vô nước. Cái này hoạt động sao ta? Mỗi cái bình nó có cái cách hoạt động riêng anh em. Ha, mỗi cái bình nó có cái cách hoạt động riêng. Thì cái con này nó hoạt động nó bị này nữa, vệ sinh. Nó có cái cửa sổ đây nè, nó di chuyển qua lại hoặc là đóng mở xuống đây nè, nó dính vòi đây nè, vòi còn dính quá nhiều luôn. Rồi cái con này là cái cách hoạt động của nó là nó đi di chuyển tịnh tiến qua lại, còn có cái con nãy là lên xuống nha. Đây con số 4, con này nó còn cái nắp đây luôn. Mấy con này em chưa có vệ sinh ở trong cái bình đó, anh em có gì nó hơi dơ anh em về vệ sinh lại giùm em nha, lấy xà bông rửa cái là ok. Rồi cái tiếp là con số 5, con này là cũng là Kawasaki nữa nè, em coi mã nó có mã gì. Rồi mã này nhìn không ra cái thông số máy nè. Cái mã này là cái số seri đó thôi. Bây giờ em nổ máy lên, nhưng mà em nghĩ con này lớn nha, để em nổ máy lên em nghe tiếng máy em dự đoán cho anh em cái nồng của nó cho anh em coi. Bên đây nha, 45cc ha. Đây là cái bình của nó. Con này là cái bình to nhất trong cái lô ngày hôm nay nha nè. Đây, ống này. Thường là mấy cái loại mà nó có cái ống này nè, anh em có thể xài vô nước được này kia là ok nha. Em cầm cho em. Đây đó. Cái này nó cũng di chuyển lên xuống nè nè, cái này nè, nó di chuyển lên xuống đó, nó đóng mở cái này nè đó, nó hoạt động vậy đó ha. Đó, đây là cái ống của nó, còn đây là cái đường thoát ra, nếu mà mình không xài mình bích ra lại. Cái này, cái con số 5 này thì được cái là cái bình nó rất là to nha, siêu to luôn đó. Đây, tới đây luôn nè, tới đây là mới có 20 lít à, nếu mà anh em phun bình luôn là 25 lít. Đây là cái chân của nó phía sau, mặt sau ha, mặt sau. Rồi còn có nhiều anh em á, lo ngại cái ống ở phía sau á, thì thực ra rất là đơn giản nha nè, nó có cái ống ruột gà ha, nếu anh em thích thì bên em bán luôn, thì cứ liên hệ có cái ống ruột gà, rồi sau đó có cái ống ruột gà để anh em bơ qua quê lại đó. Rồi anh em muốn mà nó dài thêm đó, mình chỉ cần mình mua cái ống nước á, ống bình minh cứng á, rồi mình nấu ra mình dài ra, mình muốn bự ra hoặc là bóp lại thì mình xài cái ống nước đó là ok ha. Rồi ok anh em ha, đây là 5 cái máy phun vôi. Mấy cái máy này có nhiều anh em hỏi đá mi được không, là hỏi bay hết luôn nha. Thậm ví dụ như có con số 4, số 5 hoặc là thậm chí con số 1 thôi, là anh em hỏi mấy cái đá mi á là nó vẫn bay ok hết. Đây đá mi là đá cỡ nào, cỡ này đây nha. Nè, mấy cái đá nhí nhí này nè, đá mi để người ta trái ra mà. Đây nè, đó đây đá mi nè. Thôi nói gì là dễ nhất. Đó, đây là đá mi ha. Rồi, ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì gọi em qua số hotline 0967100003 ha. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo.